Chào các bạn, hôm nay cô và các bạn cùng học tin học online với sách Luyện tập tin học cùng Ashiba Park, lớp 5 tập 1, chủ đề 1, thư điện tử. Với bài học này có 4 hoạt động, cô và các con cùng tìm hiểu. Hoạt động 1, tìm hiểu kiến thức. Hoạt động 2, trải nghiệm. Hoạt động 3, khám phá và chia sẻ. Hoạt động 4, em có biết. Hoạt động 1, tìm hiểu kiến thức. Đầu tiên, cô và các con cùng tìm hiểu thư điện tử là gì. Thư điện tử là hệ thống gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Thư điện tử được gửi và nhận gần như tức thời. Thư điện tử không yêu cầu phản hồi ngay lập tức. Thư điện tử còn được xem như là một phương tiện chia sẻ tư liệu bằng cách gửi thư có đính kèm các tập tin. Làm thế nào để sử dụng dịch vụ thư điện tử? Để sử dụng thư điện tử, người dùng cần phải có một tài khoản được cung cấp bởi nhà trường hoặc một tổ chức hoặc là nhà cung cấp dịch vụ ISP, Internet Service Provider. Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử trên nền web như Google, Yahoo. 2. Tài khoản thư điện tử là gì? Tài khoản thư điện tử bao gồm địa chỉ thư điện tử và mật khẩu. Địa chỉ thư điện tử thường có hai phần cách nhau bằng ký hiệu A cộng. Tên email do người dùng tự đặt, không có dấu tiếng Việt, không có khoảng trắng. Ký hiệu A cộng là ký hiệu đặc trưng. Tên cơ sở cung cấp dịch vụ là tên miền của cơ sở cung cấp, ví dụ trường tiểu học a@gmail.com, Nguyễn Văn An a@yahoo.com, văn phòng a@hcm.edu.vn. Mật khẩu password là gì? Là chuỗi ký tự bí mật do người dùng tự đặt, là chìa khóa để mở hộp thư điện tử, là ổ khóa để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Thế nào là một mật khẩu tốt nhất? Đầu tiên là mật khẩu có ít nhất 8 ký tự. Các ký tự vừa có ký tự thường A, B, C, vân vân, ký tự hoa A, B, C, vân vân, cùng với số 0, 1, 2, vân vân, và các ký tự đặc biệt như chấm than, A cộng, than trộn lẫn với nhau. Thông tin tài khoản thư điện tử rất quan trọng, em không được cho ai biết mật khẩu của mình. Hoạt động 2, trải nghiệm. Bài 1, em hãy chọn cách sắp xếp đúng trình tự các bước để bạn An có thể gửi thư cho bạn Phương và nhận được hồi âm của bạn Phương qua đường bưu điện. 1. Bạn Phương viết thư hồi âm cho bạn An. 2. Bạn An viết thư cho bạn Phương. 3. Bạn An nhận được thư hồi âm của bạn Phương. 4. Bạn An ra bưu điện gửi thư cho bạn Phương. 5. Bạn Phương ra bưu điện gửi thư cho bạn An. 6. Bạn Phương nhận được thư của bạn An và đọc thư. Cô cho các con một phút suy nghĩ và sắp xếp đúng trình tự các bước nhé.
Và đáp án các bước thứ tự như sau: 2, 4, 6, 1, 5, 3. Các bước được sắp thứ tự như sau: 2. Bạn An viết thư cho bạn Phương. 4. Bạn An ra bưu điện gửi thư cho bạn Phương. 6. Bạn Phương nhận được thư của bạn An và đọc thư. 1. Bạn Phương viết thư hồi âm cho bạn An. 5. Bạn Phương ra bưu điện gửi thư cho bạn An. 3. Bạn An nhận được thư hồi âm của bạn Phương. Bài 2, em biết gì về thư điện tử? Cô cho 1 phút để các con liệt kê ra nhé. Sau đây là đáp án. Thư điện tử là hệ thống gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Thư điện tử được gửi và nhận thư gần như tức thời. Thư điện tử không yêu cầu phản hồi ngay lập tức. Thư điện tử còn được xem như là một phương tiện chia sẻ tư liệu bằng cách gửi thư có đính kèm các tập tin. Bài 3, thư điện tử khác với thư bưu chính thông thường ở những điểm nào? Với bài này, cô gợi ý cho các con là hãy nêu ưu điểm của thư điện tử. Ưu điểm thứ nhất là thời gian chuyển thư điện tử gần như tức thời, với chi phí rất là thấp. Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận và có thể gửi kèm tệp tin như hình ảnh, âm thanh, video. Bài 4, em hãy kể tên một số dịch vụ thư điện tử mà em biết. Một số dịch vụ thư điện tử như Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, vân vân. Hoạt động 3, khám phá và chia sẻ. Cô cùng các bạn tham gia tìm hiểu các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử. Các bạn hãy quan sát bảng phía dưới và các biểu tượng. Biểu tượng chữ M có Gmail là dịch vụ thư điện tử được cung cấp bởi Google. Biểu tượng chữ Y có Yahoo Mail, dịch vụ thư điện tử được cung cấp bởi Yahoo. Biểu tượng MSN có West Hotmail là dịch vụ thư điện tử được cung cấp bởi Microsoft. Biểu tượng Windows Live có Windows Live Mail là dịch vụ thư điện tử được cung cấp bởi Microsoft. Biểu tượng Outlook.com có Webmail là dịch vụ thư điện tử được cung cấp bởi Microsoft. Biểu tượng đám mây có Outlook Mail là dịch vụ thư điện tử được cung cấp bởi Apple. Hoạt động 4, em có biết. Câu 1, em mới vừa chia sẻ mật khẩu cho một người bạn và nhận ra rằng em không nên làm như thế. Em nên phải làm gì? A. Đổi tên tài khoản. B. Xóa tài khoản. C. Khởi động lại máy. D. Tạo một mật khẩu mới.
Đáp án đúng của câu này là câu D, tạo một mật khẩu mới. Câu 2, theo em, mật khẩu nào dưới đây là mật khẩu mạnh cho người dùng có tên là Hồng Mai? Các bạn hãy quan sát các đáp án dưới đây. Và câu C là câu trả lời đúng, vì đây là một mật khẩu tốt nhất, vừa có ký tự hoa, ký tự thường cùng với số và các ký tự đặc biệt. Câu 3, em hãy cho biết hành vi nào sau đây là phù hợp khi sử dụng tài nguyên Internet? A. Đưa thông tin cá nhân của em cho một người nào đó mà em gặp trực tuyến. B. Cho bạn em biết về mật khẩu máy tính của mình. C. Sao chép y nguyên thông tin rồi đưa thông tin đó vào trong bài thuyết trình. D. Kể với người lớn nếu em nhìn thấy gì đó không thích hợp. Đáp án đúng là câu D, kể với người lớn nếu em nhìn thấy gì đó không thích hợp. Câu 4, em hãy nhờ ba mẹ hoặc anh chị đăng ký giúp em một tài khoản thư điện tử để sử dụng cho bài học sau. Em nhớ ghi lại tên, địa chỉ, mail và mật khẩu nhé. Câu 5, tên, địa chỉ, mail và mật khẩu em phải học thuộc, ghi nhớ cho đăng nhập lần sau và không tiết lộ mật khẩu thư điện tử cho người lạ. Sau đây là kết thúc bài học. Cô chúc các con học thật tốt và giữ gìn sức khỏe thật tốt.